Thưa quý vị, nhằm quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông ngay trong những ngày đầu nghỉ lễ, Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp, huy động toàn lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, trọng tâm là xử lý người điều khiển phương tiện có sử dụng nồng độ cồn và chất ma túy khi tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên thời sự trước, trong và sau ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trong ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trên đường phố Đà Nẵng, lượng người và phương tiện tham gia khá đông. Trong các khu dân cư và trên các đường dẫn vào trung tâm thành phố, các lực lượng phối hợp tổ tuần tra, công khai và mật phục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, an toàn đô thị. Gần khu vực ven biển và các điểm vui chơi giải trí có 155 tổ công tác với 792 lượt cán bộ chiến sĩ đã triển khai kiểm soát chuyên đề theo kế hoạch, đặc biệt là đo nồng độ cồn và kiểm soát trong hơi thở có chất ma túy. Cùng với các quận huyện ra quân thực hiện tháng cao điểm kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát Giao thông quận Sơn Trà đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm. Qua công tác kiểm tra nồng độ cồn đêm nay thì lưu lượng tham gia giao thông rất là đông, nhưng qua các đợt kiểm tra về nồng độ cồn, tài xế các tỉnh ngoài vi phạm về nồng độ cồn thì chúng tôi tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện 7 ngày theo đúng quy định. Bên cạnh việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo kế hoạch, công an các địa phương tập trung lực lượng hướng dẫn phân luồng tại các nút giao thông thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Nhìn chung tại các bến xe, nhà ga dịp này thông thoáng, đảm bảo an ninh trật tự. Qua 3 ngày nghỉ lễ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố luôn ổn định. Đội Cảnh sát Giao thông quận Thanh Khê đã tăng cường lực lượng tại các 3 chốt trọng điểm, 2 xảy ra ùn tắc trên địa bàn để điều hòa, giải quyết xử lý các trường hợp là không chấp hành. Qua những ngày lễ 30/4/1/5 này, tình hình là phương tiện giao thông trên địa bàn quận Thanh Khê là diễn ra là bình thường, đảm bảo. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng đã lập biên bản 383 trường hợp, xử lý 279 trường hợp, tạm giữ 80 phương tiện vi phạm nồng độ cồn và tước giấy phép lái xe 62 trường hợp.